Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có được thì giờ thiêng liêng của buổi tối thứ sáu hôm nay để chúng ta cùng thờ lạy Chúa và cùng học lời của Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn cho quý ông bạn chị em, dù quý vị đang ở nơi nào. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để học lời Chúa với tôi buổi tối hôm nay. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nói về một chữ mà ai cũng thích, ai cũng cần, ai cũng muốn ở giữa cuộc đời này. Quý vị có 2 giây để đoán thử chữ đó là gì? Thưa bạn chị em, chữ đó là tiền, money, tiền. Buổi tối hôm nay tôi sẽ gửi đến Hội Thánh câu hỏi là kiếm nhiều tiền hay là giàu có? Thì kiếm nhiều tiền là giàu có thì có tội gì? Kiếm nhiều tiền có tội tình gì? Ở trong tuần tôi xem một cái video về du lịch ở tại Ấn Độ. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất là hãi hùng. Tôi vốn biết điều này từ lâu lắm rồi. Từ khi tôi còn trong trường thần học tôi đã biết cái điều này, nhưng mà hôm vừa rồi tôi mới thấy. Người Ấn Độ giáo tin rằng trước khi qua đời, họ phải tìm tới dòng sông Hằng. Họ phải quăng cái xác của họ xuống dưới đó, làm sao để họ có thể chết ở dưới dòng sông Hằng, hầu cho họ có thể đi đến đời sống sau sự chết bằng cái dòng sông đó. Thầy của tôi nói rằng người ta khi về già, người ta sẽ ra nằm ở đó, khi nào chết thì có ai quăng xuống dưới. Nhưng mà theo như cái người đi du lịch và quay lại cho chúng tôi xem đó, anh ta muốn ói, anh ta thấy những cái xác chết gói chỉ có một cái mền thôi, và cái đi ngang anh ta và nguyên một con đường của sự chết chóc. Anh ta không thể chịu đựng nổi mùi chết chóc và khói của cái lò thiêu ngoài trời mà thiêu một lần mười mấy người, một lần mười mấy người. Thì anh ta mới cay mắt, nguyên một cái vùng nó đen tối và dịch, thấy một cái cảnh tượng giống như là quạ và diều hâu tới để ăn xác chết như vậy. Người ta đông nghẹt mà dơ bẩn, ảnh sợ kinh hoàng. Anh không thể chịu đựng nổi với những mùi khói bay lên từ những cái lò thiêu. Và quý vị biết rằng anh nói tiếp: ở đây các bạn đang thấy là những người nghèo nằm ở bên bờ sông thoi thóp, bởi vì họ biết họ sắp chết. Họ nằm đó để khi họ chết thì có người quăng họ xuống sông Hằng giùm. Trong khi những người giàu thì có tiền thiêu thì nó sạch sẽ hơn, không bị cá rỉa, và họ mướn những cái hotel, những cái khách sạn dọc sông Hằng, để khi họ vào những ngày cuối cùng của đời mình, họ sẽ ra đó rồi họ sẽ chết, và khách sạn sẽ có dịch vụ quăng họ xuống sông Hằng. Hai điều lóe lên trong đầu của tôi mà tôi dứt khoát phải chia sẻ lời Chúa. Một là của buổi tối hôm nay và một là sáng ngày mai. Quý vị thấy trong cái hình ảnh này hai thế giới: thế giới của người giàu và thế giới của người nghèo. Và quý vị thấy một thế giới chung của hai thế giới này, đó là sự chết. Và rồi tôi cũng có một cái kinh nghiệm khác mà dẫn tới tôi phải nói về tiền buổi tối hôm nay. Chúng tôi có một cái bị một cái tai nạn. Chúa gìn giữ, không ai bị gì hết. Chiếc xe không còn nữa, chúng tôi phải đi tìm một chiếc xe mới. Nhưng mà với khả năng tài chánh của chúng tôi thì không thuận tiện để đi ra tìm một chiếc xe mới, cho nên chúng tôi đi tìm chiếc xe cũ. Thì trong lúc đi đường xa rồi rồi có những cái cuộc nói chuyện với bạn bè, thì chúng tôi mới nói vui thôi chứ không phải là nói thật, là phải chi mình có nhiều tiền hơn một chút thì mình đi thẳng vào dealer, mình lấy ngay một chiếc xe, người ta lựa cho mình, người ta làm giấy tờ cho mình đi thẳng về nhà
Tội tình gì phải cực khổ như thế này? Có tiền với không có tiền nó khác nhau không thưa bạn chứ? Có nhiều tiền và có ít tiền nó có khác nhau không? Xin thưa nó rất là khác nhau, khác nhiều lắm. Tôi muốn nói trước khi vào những điều chúng ta phải nói về tiền, tôi muốn nói ở trên thế giới của chúng ta, trong giới Cơ Đốc, những người tin Chúa có hai thái cực thiếu cân bằng về tiền bạc. Một bên là tôn cao, nâng cao tiền bạc, làm bù đầu bù cổ, bỏ qua sức khỏe, bỏ qua gia đình, bỏ qua tuổi thanh xuân, bỏ qua tri thức, bỏ qua Đức Chúa Trời, bỏ qua đời sống tâm linh, và nói một câu rằng không tiền cặp đất mà ăn nè, cho nên phải kiếm tiền. Và nói rằng có tiền thì mua tiên cũng được. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là bước đà hy vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Thưa bạn chị em, wow, tư tưởng này không có lạ đâu thưa bạn chị em. Thật ra ở trong một số xã hội của loài người, đồng tiền thật sự là cán cân công lý. Điều gì không giải quyết được bằng tiền? Trên đời này không phải cái gì cũng giải quyết được bằng tiền. Điều gì không giải quyết được bằng tiền phải giải quyết bằng rất nhiều tiền. Đó là một câu nói vui của một bạn trẻ. Rồi có người nói rằng phú quý thì mới sinh được lễ nghĩa, còn bần cùng thì chỉ sinh ra đạo tặc mà thôi. Đó là một tư tưởng về đồng tiền, tôn cao, đề cao giá trị của đồng tiền. Ngược lại, một số người dường như bị dị ứng với tiền. Trong giới ngoại đạo, trong đạo cũng như nhau. Làm chi cho nhiều vậy? Chết có mang theo được không? Ăn bao nhiêu? Tối về ngủ cũng một chiếc giường. Có người thì trả lời là cái giường 4.000 đô của Kim Đan với cái giường 500 đô của Costco nó khác nhau chứ. Nhưng mà họ nói như vậy, làm chi cho nhiều? Có đem được đồng nào theo không? Tiền bạc là phù du, tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, tiền bạc là phá hoại tan nát gia đình. Chỉ cần một túp liều chanh, gì nữa? Hai trái tim vàng là được rồi. Hai thái cực thưa quý ông bạn chị em về đồng tiền. Và tôi tìm hiểu thử xem theo như trường ngân hàng dạy tiền là gì, thì họ nói rất đơn giản thôi, không có phức tạp cho chúng ta. Họ nói tiền trước hết là phương tiện trung gian, để ý giùm tôi, là phương tiện trung gian để trao đổi giữa cung và cầu. Thời xưa thì người ta trao đổi, tôi bán, tôi nhà tôi làm muối, nhà anh trồng rau, bao nhiêu đây ký muối đổi được bấy nhiêu đó ký rau. Nhưng mà có những sản phẩm không thể đổi ngang được. Tôi làm nghề cho mướn ngựa, tôi đổi cái gì với anh thì phải quy thành tiền, là một yếu tố trung gian để giải quyết vấn đề cung và cầu của thế giới. Đơn giản vậy thôi. Nó là một đơn vị chuyển hóa sức lao động. Tiền là phương tiện để cất trữ, để khi cần để dành, là thước đo định giá, là để mỗi sản phẩm đều phải có một giá tiền của nó, là cơ sở xác định mối quan hệ trao đổi quốc tế hay là nội bộ, phương tiện để đầu tư. Bây giờ chúng ta có nhiều cải, chúng ta để ở đó cải nó hư hết, chúng ta phải đổi thành tiền để dành khi không thể trồng cải nữa thì cũng có tiền để sống, vân vân và vân vân. Nói chung, tiền theo nghĩa chính thức của kinh tế nó chỉ là một đơn vị chuyển hóa mà thôi, một đơn vị trung gian. Tiền bởi chính bản thân nó không xấu không tốt, không phải là công bình, không phải là ác độc. Tiền là một cái gì đó neutral. Neutral có nghĩa là không đực không cái, không mạnh không yếu, không nóng không lạnh. Nó là một cái gì đó nó trơ, nó nằm ở giữa. Nhiều người nói rằng tiền sẽ làm hại con người ta. Thường thường là như vậy, nhưng không phải hoàn toàn là như vậy. Quý vị sẽ thấy trên đời này có những người xấu mà nghèo, cũng có những người tốt mà giàu. Quý vị sẽ thấy những người rộng rãi mà giàu, những người keo kiệt mà nghèo. Tiền nó không phải là bản chất của sự công bình hay là ác độc của một người, nhưng nó là một chất kích thích để giải tỏa, để bày tỏ ra những gì có trong lòng của con người.
Quý vị lấy một người hư hại, đưa cho người đó rất nhiều tiền, người đó sẽ càng thêm sự hư hại. Quý vị lấy một người tốt, một người có Chúa, một người sống vì Chúa, đưa tiền cho họ, họ sẽ sanh lợi cho những điều tốt trên thế giới này. Cho nên tiền nó chỉ là tiền mà thôi. Lòng người là vấn đề, chứ không phải tờ giấy là vấn đề. Những điều sau mà chúng ta phải cẩn thận, có thể hiểu lầm sai về đồng tiền đó là gì? Tôi đã nói, chúng ta nói rằng tiền bởi bản chất là xấu, thưa không phải. Lòng người là xấu, tiền là công cụ để điều xấu được thể hiện ra. Thứ hai, chúng ta có thể sai lầm là khi chúng ta nói rằng giàu có hay là có nhiều tiền là dấu hiệu của sự trung tín. Có nghĩa là Đức Chúa Trời thương anh thì anh mới có nhiều tiền. Đức Chúa Trời không thương anh thì anh đâu có nhiều tiền. Thưa quý ông bạn chị em, ở trong Kinh Thánh, giàu hay nghèo chưa chắc đã là dấu hiệu mà Chúa thương xót hay là không thương xót một người đó. Ở trong Châm Ngôn đoạn 15, Châm Ngôn đoạn 15 câu số 16-17, các ngày kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm, song lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn. Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Quý vị thấy rất rõ ràng ở đây, ít của nhưng mà trung tín, kính sợ Đức Giê-hô-va, và tài sản nhiều nhưng mà bối rối cặp theo. Truyền Đạo đoạn 5 câu số 10 đến câu số 12. Truyền Đạo đoạn 5 câu số 10 câu số 12. Kẻ tham tiền bạc, tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc. Kẻ tham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó chỉ là sự hư không. Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn thêm nhiều chừng nấy. Chủ của kẻ được ít gì hơn là xem thấy nó trước mặt mình chăng? Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay ăn nhiều, nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được. Chưa chắc giàu có nghĩa là họ sung sướng, chưa chắc nghèo có nghĩa là họ cực khổ như chúng ta nghĩ. Và còn nhiều điều nữa, nhưng tôi chỉ muốn nói cho quý vị thấy rằng chính Chúa Giê-xu nói rằng con cáo có hang, chim trời có tổ, mà con người là Chúa không có chỗ để gối đầu. Như vậy chúng ta nói rằng dấu hiệu của sự trung tín của một người là người đó phải giàu có, không đúng với Kinh Thánh. Không đúng với Kinh Thánh, thương bạn chứ. Điều tiếp theo nữa mà chúng ta sai lầm về tiền bạc, khi nói rằng nghèo thì dễ theo Chúa, không phải, tôi không nên dùng chữ dễ. Nghèo thì theo Chúa, còn giàu thì không theo Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy cả hai loại người, giàu và nghèo đều theo Chúa. Quý vị đi với tôi vào trong hai sử ký, lời của Chúa trong hai sử ký. Tôi rất muốn quý ông bạn chị em lật Kinh Thánh và nhìn vào trong Kinh Thánh. Quý vị tha thứ cho tôi đôi khi vấn đề thời gian tôi đi nhanh, nhưng tôi không muốn quý vị chỉ nghe mà phải mở Kinh Thánh để tự mình ghi vào gạch dưới cho chính cuốn Kinh Thánh của mình. Con đường đi theo Chúa của mình mới có phước ông bạn chị em. Hai sử ký đoạn 17 câu số 3 đến câu số 5. Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát vì người đi theo đường lối đầu tiên của David tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-anh nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời tổ phụ mình, giữ theo điều răn của Ngài chứ chẳng làm như Israel. Vì vậy Đức Giê-hô-va khiến nước vững chắc ở trong tay người. Cả Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát, người được của cải nhiều và vinh hiển lớn. Đây là một vị vua được Kinh Thánh khen ngợi về sự vâng phục Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng ông giàu có. Kinh Thánh cũng nói ông Gióp là một người giàu có, và ông Gióp là một người trung tín với Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 27 câu số 57. Matthew đoạn 27 câu số 57. Đến chiều tối có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Ông đến để làm gì? Ông lấy ngôi mộ nhà giàu của mình để dâng hiến cho Chúa, để Chúa có một nơi chôn xác đàng hoàng. Ông là một người giàu biết nghĩ đến Chúa. Mác đoạn 12, Mác đoạn 12 câu số 41 đến câu số 44.
Bắt đầu 12, 41 đến 44, người đàn bà quá dân của. Quý vị thấy hai người giàu đi theo Chúa, trung tín với Chúa. Bây giờ quý vị thấy một người nghèo chỉ có, quý vị nhớ rồi, hai đồng bạc để dâng cho Chúa. Nghèo cũng tin Chúa mà giàu cũng tin Chúa, chứ không phải chỉ có nghèo tin Chúa còn giàu không thể tin Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, còn nhiều nữa, tôi tiết kiệm thì giờ tôi không nói thêm. Chúa không thích con cái Chúa kiếm thêm hay có nhiều tiền, đúng không? Thưa ông bạn chị em, chúng ta dễ dàng suy nghĩ rằng một cái nhận thức sai lầm rằng Chúa không thích con cái Chúa kiếm nhiều tiền hay là có nhiều tiền. Một tư tưởng chạy sang đầu của chúng ta rằng hễ chúng ta có tiền là không có Chúa, mà có Chúa là phải không có tiền. Tôi xin lỗi quý vị, tôi không phải đang đứng ở đây để cổ suý cho phong trào làm giàu nhanh chóng, hay là phải giàu có, hay là phải ráng kiếm tiền, phải giỏi kinh doanh. Tôi không cổ suý, tôi không tâng bốc tất cả những điều đó. Tôi chỉ nói lẽ thật của Chúa trong Kinh Thánh. Điều gì có, điều gì không mà Kinh Thánh nói tới. Đừng nghĩ rằng Chúa không thích con cái Chúa kiếm tiền hay là có nhiều tiền. Ở trong Kinh Thánh dạy chúng ta như thế nào? Trong Ngôn đoạn 10 câu số 4, bàn tay lười biếng dẫn tới nghèo khó, nhưng người siêng năng đem về cho mình hoa lợi. Ở trong Ngôn 13 câu số 11, mở với tôi trong Ngôn đoạn 13 câu số 11. 13 câu số 11. Hoạn tài có nghĩa là phung phí, ắt phải hao bớt. Còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên. Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn, nhưng sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Kẻ nào khinh lời dạy, câu số 1 mà thôi, hoạn tài phải hao bớt, còn ai lấy tay thâu góp thì được nhiều tiền lên. Có nghĩa chúng ta phải tiết kiệm, phải gầy dựng, phải chắc chiêu, phải sống. Không phải là nói rằng là Chúa sắp tới rồi, lấy thẻ credit card ra kéo cho hết, hay là chúng ta muốn mua gì thì cứ mua, hay là chúng ta không cần sống và gìn giữ cho những ngày hoạn nạn, hay là không cần lao động. Kinh Thánh không dạy điều đó. Câu số đoạn 12 câu số 27, kẻ biếng nhác không chiên nướng thịt mà mình đã săn, song người siêng năng được tài vật quý báu của loài người. Kinh Thánh không đả phá, không phê phán, không chê trách khi lòng người biết chắc chiêu tiết kiệm, khi biết vươn lên, khi biết đạp lên vũng lầy của cuộc đời mình để tiến tới phía trước, cố gắng học thêm một môn học này, học thêm một môn học kia để có thể đứng lên ở trong cuộc sống này. Và ngược lại, Kinh Thánh còn dạy chúng ta một điều mà chúng ta phải nhớ. 1 Timôthê đoạn 5 câu số 8. 1 Timôthê đoạn 5 câu số 8. 1 Timôthê đoạn 5 câu số 8. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, thì người ấy chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Kinh Thánh ở trong Timôthê dạy dỗ chúng ta rằng chúng ta phải làm lụng vất vả, gây dựng, kiếm tiền. Để cho làm gì? Để có thể lo cho chính gia đình mình. Và một nơi trong Kinh Thánh sách Timôthê dạy chúng ta nữa, để chúng ta còn thậm chí có dư ra để làm gì? Để cống hiến cho công việc Chúa và giúp những người nghèo. Cho nên cái tinh thần rằng thôi, tôi người có Chúa, không có vươn lên, cũng không đúng với Kinh Thánh. Tóm lại, thưa quý ông bạn chị em, đồng tiền không có lỗi, giàu nghèo cũng tin Chúa được. Bản chất của đồng tiền nó chỉ là một tờ giấy. Nhưng mà chúng ta nói tới buổi tối hôm nay, tại sao Đức Chúa Giê-xu lại lên tiếng cảnh báo một cách khẩn thiết và nặng nề khi liên quan tới tiền bạc như vậy? Có điều gì về tiền bạc? Nếu mà chỉ đơn giản sư Toàn nói rằng giàu cũng trung tín được mà nghèo cũng trung tín được, giàu tin Chúa cũng được mà nghèo cũng tin Chúa được, siêng năng làm việc kiếm tiền không có gì sai, tiền bạc bản chất không có tội lỗi, thì tại sao Chúa Giê-xu lại lên tiếng nặng nề nhiều lắm, nhiều lần và cường độ đến lại nhịp độ và trường độ đều nhiều hết, thưa quý ông bạn chị em, khi Chúa Giê-xu lại cảnh báo như vậy? Chúng ta mở ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu số 24. Có điều gì về tiền bạc mà Chúa lại dùng câu này để dạy chúng ta? Ma-thi-ơ đoạn 19 câu số 24.
Từ câu số 23, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Thưa ông bà, cô bác, anh chị, trong Kinh Thánh có 48 ẩn dụ mà Chúa Giêsu dùng để dạy dỗ. Thì trong số 48 này là 16, có nghĩa là 1/3 là liên quan đến tiền bạc. 1/3 những ví dụ của Đức Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh có 500 câu nói về sự cầu nguyện, mà lại có 2.000 câu nói về tiền bạc. Quý vị có thấy một điều gì đặc biệt không? Và Chúa Giêsu lại nói rằng người giàu vào trong nước thiên đàng giống như một con lạc đà chui qua lỗ kim. Và một số nhà thần học muốn bảo vệ cho những người giàu, có thể chính họ cũng giàu, cho nên họ nói rằng cái lỗ kim này là cái loại lỗ kim thành, là một trong những cái cửa thành để đi vào Jerusalem. Nó có một cái cửa tên là cửa kim. Cửa kim đó nó buổi tối chiều nó hạ xuống, người nào muốn đi ngang qua thì phải bỏ hết hành lý trên con lạc đà xuống, thì con lạc đà nó mới khụm cái người, nó chui từ từ, nó đi qua được cái cửa kim. Chỉ nói rằng người giàu làm sao phải biết bỏ bớt thì mới được đi vào nước Chúa. Wow, hay quá. Nhưng mà sự thật là chẳng ai tìm được cái cửa kim đó ở đâu hết, thưa ông bà anh chị em. Điều tiếp theo, người ta nói rằng có thể trong tiếng Hy Lạp cái chữ mà con lạc đà hay là cái chữ cọng dây, con lạc đà là camelos, còn cái cọng dây là camelos, chỉ khác nhau chữ e và chữ y mà thôi. Như vậy có khi nào Chúa Giêsu đang nói rằng cọng dây đi qua lỗ kim, chứ không phải Chúa Giêsu nói con lạc đà cọng dây qua lỗ kim thì nó hơi khó, phải chấm nước miếng đút qua, nhưng mà vẫn qua được. Sự thật là bản gốc của tiếng Hy Lạp không hề lộn. Thật sự Chúa Giêsu đang nói một con lạc đà, một con lạc đà thật sự và một cây kim thật sự. Như vậy thì con lạc đà chui qua lỗ kim là impossible. Như vậy là người giàu hết cửa rồi phải không, thương bạn chị em? Lưu ý với tôi, đọc Kinh Thánh không bao giờ lấy ngang một câu, đọc ngược trở lên. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại phán lời này? Có một người trai trẻ như thế nào, giàu có, người đến nói với Chúa: tôi giữ tất cả mọi điều răn, vân vân. Chúa Giêsu mới nói gì? Ta muốn ngươi làm thêm một điều nữa, bán hết gia tài mình và bố thí cho người nghèo, ngươi sẽ có của ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực vì chàng có nhiều của cải lắm. Cho nên ông bạn chị em để ý giùm tôi, Chúa Giêsu ngay sau khi người này buồn bực và bỏ đi thì Chúa mới quay sang các môn đồ và Chúa nói với các môn đồ là người giàu vào nước Đức Chúa Trời giống như con lạc đà chui qua lỗ kim. Cho nên cái trực tiếp nhất, nghĩa đen nhất, trực tiếp nhất là Chúa đang nói tới người trai trẻ giàu có. Chúa không nói người giàu vào nước thiên đàng không được, mà Chúa nói rằng người giàu không chịu bỏ sự giàu mình thì không vào nước thiên đàng được. Hai điều này khác nhau. Có hai loại người giàu. Một loại người giàu khi gặp Chúa sẵn sàng bỏ tất cả vì Chúa, và một loại người giàu khi gặp Chúa sẵn sàng bỏ Chúa vì tất cả. Thì Chúa đang nói loại người mà sẵn sàng bỏ Chúa vì tất cả thì dĩ nhiên là không vào nước thiên đàng. Còn loại người giàu nhưng mà khi biết Chúa cần, khi biết người khó khăn, người nghèo cần, và khi biết sự sống đời đời quan trọng hơn của cải đời này thì bỏ, tại sao không được vào nước thiên đàng? Quý vị hiểu được lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta. Vậy thì mặc dù tiền bạc bởi bản chất nó không có tội lỗi gì, mặc dù Đức Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rằng người giàu có thể vào nước thiên đàng, nhưng tiền bạc thật sự có ẩn chứa những mối hiểm họa kinh khiếp mà chúng ta phải lưu ý. Những mối hiểm họa đó là gì? Tôi xin trình bày ông bạn chị em buổi tối hôm nay. Và chúng ta sau khi đi qua những mối hiểm họa, chúng ta sẽ nói 2-3 điều lưu ý để tránh cái mối hiểm họa này. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Điều thứ nhất, mở với tôi trong Matthew đoạn 6. Matthew đoạn 6, câu số 19 cho đến câu số 24. Các ngươi chớ chứa của cải dưới đất,
là nơi có sâu mối ten rét làm hư, kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải Chúa của cải trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Người ta chỉ dừng lại ở đây, nhưng thật sự không thể dừng lại ở đây, bởi vì phải đọc tiếp câu số 22. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi là xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong các ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn dường bao. Rõ ràng là hai câu kinh thánh này liên quan tới của cải dưới đất hay là của cải trên trời, về đôi mắt và sự sáng và sự tối. Ông bà anh chị em có biết rằng Đức Chúa Giê-xu không có cảnh báo người ta là hãy cẩn thận tội tà dâm không? Đức Chúa Giê-xu chỉ phán là ngươi không được phạm tội tà dâm. Chúa Giê-xu không có hết lần này lần khác nói ngươi cẩn thận tội tà dâm. Tại vì khi người ta phạm tội tà dâm, người ta biết rằng người ta phạm tội tà dâm. Đức Chúa Giê-xu không có cảnh báo hết lần này đến lần khác là các ngươi hãy cẩn thận tội gì. Bất cứ tội gì quý vị nêu lên, người ta, Chúa chỉ phán là không được, không được, không được. Nhưng mà về tiền bạc, Chúa Giê-xu hết lần này đến lần khác nói các ngươi phải cẩn thận. Tại vì như thế này, tại vì khi đồng tiền mà xuất hiện, con mắt nó bị lóe, chớp, nó bị mờ, nó bị mù, nó bị trở nên tối tăm. Chúa nói rồi, con mắt là ngọn đèn của thân thể, nhưng mà khi thế giới quan, nhân sinh quan và tất cả những gì ngươi nhìn thấy, ngươi dịch bằng đồng tiền hết, thì lúc bấy giờ sự tối tăm trong ngươi nó sẽ lớn cho đến giường nào. Cho nên điều đầu tiên mà cẩn thận với tiền bạc là tiền bạc lừa dối chúng ta, làm cho chúng ta mù con mắt thuộc linh. Chúa Giê-xu dạy rằng của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi sẽ đi tới đó. Cho nên tiền bạc có một khả năng để cho chúng ta mù tỉnh táo thuộc linh đối với Chúa. Nó làm cho con mắt chúng ta, thế giới chúng ta trở nên tối tăm, thì con đường của chúng ta cũng phải trở nên tối tăm. Ông bạn cho em biết một cách tích cực và tiêu cực tiền bạc bày tỏ lòng của chúng ta. Quý vị cho tôi xem thử nhà băng của quý vị một lần xem. Xin lỗi. Hay là quý vị xem nhà băng của tôi thử một lần xem. Thưa ông bạn chị em, thì quý ông bạn chị em sẽ biết rằng trong những cái statement của tôi, quý vị chưa từng gặp tôi, quý vị đọc cái statement của tôi, quý vị có thể đoán tương đối chính xác những điều có trong lòng của tôi. Những điều mà tôi đã đặt riêng hàng tháng tôi, ví dụ mỗi tháng tôi dâng 1/10 đã định sẵn. Rõ ràng tôi có một phần dành cho Chúa. Mỗi tháng tôi đã định sẵn một số tiền để gửi cho một ai đó. Rõ ràng người đó quan trọng đối với tôi. Mỗi tháng quý vị thấy tôi mua rất nhiều banh tennis, vợt tennis. Có nghĩa là tôi đam mê tennis. Và đồng tiền sẽ bày tỏ lòng người. Cách chúng ta sử dụng tiền là cách chúng ta sống. Thưa ông bạn chị em, điều này cũng có nghĩa là gì? Có nghĩa là đồng tiền có thể cho chúng ta một cảm giác tạm bợ, bình an tạm thời, một cảm giác quan trọng, cảm thấy mình có giá trị, tìm thấy mình ở giữa đời này, thay vì là tìm những điều đó ở nơi Chúa và nương dựa vào Chúa. Dĩ nhiên điều đó sẽ xảy ra, và Chúa dạy chúng ta các cẩn thận. Nếu quý vị có tiền, chắc chắn quý vị sẽ nương dựa vào nó. Nhưng khi quý vị không có tiền đủ như mình muốn, quý vị cũng vẫn nương tựa vào nó. Thậm chí cái mức độ trông cậy nó còn nhiều hơn cái người có tiền nữa. Cho nên Chúa sẽ dần dần trở nên tối, và hình ảnh của Chúa giống như một bức tranh treo trong phòng mà lại không bật đèn lên. Con mắt của cái phòng đó là bị tối tăm bởi nhu cầu của đồng tiền và bởi sự ham muốn của đồng tiền. Tôi nói hôm nay, hai nhóm người giàu và nghèo đều có nguy cơ, chứ không phải chỉ có người giàu hay là chỉ có người nghèo. Sẽ thật là sai lầm nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ có người giàu mới có thể bị mất Chúa bởi vì tiền. Mà chính chúng ta, chính tôi, những người không có đủ tiền để giải quyết những nan đề trong đời sống của mình, cũng y như vậy. Chúng ta vẫn khao khát đi tìm, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó là giải pháp duy nhất cho hạnh phúc. Chúng ta cũng có thể bị mờ giống như những người khác. Tiền bạc có thể khiến chúng ta thay đổi lòng trung thành.
Tiền bạc có thể khiến chúng ta thay đổi lòng trung thành. Quý vị khiến quý vị không tin tôi, hỏi thử những người chung quanh cuộc sống mình. Cho tới khi người ta cùng hùng hạp chung một dự án, giờ phút đó những tình cảm tốt đẹp nhất sẽ trở thành tồi tệ nhất. Cho tới khi người ta cùng hùng hạp chung một dự án, quý vị sẽ nhìn thấy những điều ở dưới gầm bàn được lật lên trên gầm bàn, trên mặt bàn. Chúa Giêsu dạy chúng ta, câu số 24 đoạn 6 cùng một đoạn: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Ở trong tiếng của người Hy Lạp lúc bấy giờ, chữ ghét không phải là ghét, khinh bỉ, ghét bỏ, mà chữ ghét là yêu kém hơn. Chính vì vậy khi Chúa nói nếu ai theo ta mà không ghét ông bạn, chị em của mình, Chúa nói đi về khinh bỉ họ, Chúa nói rằng không ai các ngươi yêu họ hơn ta. Chứ Chúa không ghét là như vậy, thưa ông bạn chị em. Chúng ta sẽ yêu người này kém hơn yêu người kia. Chúng ta vẫn tưởng rằng mình còn yêu người kia, nhưng thật ra mình yêu người này chứ không phải mình yêu người kia. Tại sao chúng ta lại yêu ma môn hơn Chúa, đồng tiền yêu thần tài hơn Chúa? Đơn giản lắm. Nếu nó không đối xử tốt với chúng ta có yêu nó không? Nhưng mà sự thật là bởi vì đồng tiền đối xử rất tốt với chúng ta. Như tôi nói, tôi sẽ không nhọc nhằn để đi lựa xe. Tôi chỉ cần bước thẳng vào Mercedes, Stephen Creek, chạy ra và quý vị vỗ tay chúc mừng tôi, vậy thôi. Hoặc là tôi đi chợ, không cần phải thích, hôm nay xếp quầy sale 1 đồng 6 trái bắp. Tôi không cần quan tâm. Nếu mà tại vì ma môn có thể cho tôi tất cả những sự thoải mái để bước vào bất cứ một chợ nào, muốn mua bất cứ thứ gì mình muốn, lên trên hãng website của du lịch, bất muốn lựa bất cứ nơi nào trên thế giới đi, đi. Bởi vì ma môn đối xử với tôi tốt như vậy, cho nên lòng của tôi chắc chắn sẽ yêu nó. Quý vị đừng tưởng rằng hễ ai đối xử tốt với chúng ta yêu người đó, chuyện đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cảm thấy cùng thoải mái. Chúng ta đang cảm thấy vô cùng khó chịu, chúng ta cảm thấy nhọc nhằn, chúng ta cảm thấy gian truân. Đồng tiền xuất hiện giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Không còn ai nhức nhối nhà thờ, không có khi nào mà có cái cảnh mục sư ơi hết tiền, không bao giờ có cảnh đó. Không còn có cái cảnh mà gia đình nó anh ơi tháng này hết tiền, không có cảnh đó. Tự nhiên mọi thứ êm ái, cửa nào cũng mở, muốn gì làm nấy, thì tại sao lại không yêu nó? Cho nên điều đó, giây phút đó sẽ khiến cho chúng ta đổi lòng trung thành giống như Chúa đã dặn trước ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8, Chúa đã dặn trước cho dân sự của Chúa. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 dạy chúng ta như thế nào? Khá cẩn thận. Sau khi ngươi đã ăn no nê, cất nhà tốt để ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì lòng của ngươi sẽ tự cao. Và chuyện tiếp theo là gì? Ngươi sẽ quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là nhà nô lệ chăng? Trong sự thoải mái đó, tôi đã trao lòng mình cho ma môn, và tôi không còn nhớ Đức Chúa Trời của tôi nữa. Người trai trẻ giàu có, anh không hề biết rằng tiền bạc đã thế cho Chúa, cho tới khi Chúa hỏi anh. Ông bạn chị em, tôi chỉ ra quý vị thấy hoàn toàn đúng với Kinh Thánh. Ghét không phải là chúng ta bỏ, nhưng mà chúng ta vẫn còn đi với người đó, nhưng mà chúng ta đã đặt người đó kém hơn người khác mà không biết. Người trai trẻ giàu có này vẫn còn tin Chúa. Quý vị đọc kỹ Kinh Thánh lại giùm tôi. Anh không phải là một người không tin Chúa. Anh giữ điều răn của Đức Chúa Trời tất cả mọi thứ. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu chỉ ra một đoạn chí mạng, một trái tim đen của anh. Đó là trong lòng của anh, tài sản của anh quan trọng hơn Chúa. Anh đâu hề biết. Anh nói rằng anh vẫn giữ điều răn thứ nhất của Chúa, nhưng mà trước mặt ta ngươi đã có các thần khác mà anh không hề biết. Và khi không giữ điều răn của Chúa, làm sao vào nước thiên đàng? Chuyện dễ hiểu. Thưa ông bạn chị em, anh đã thoải mái trong sự giàu có của mình, cho đến khi nó đã chiếm hữu lấy anh, và anh đã quên Đức Chúa Trời của anh. Vì đồng tiền mà A-can khiến cho dân Israel bị hình phạt, vì đồng tiền mà Ba-la-am đã mở miệng để rủa xả dân sự của Đức Chúa Trời, vì đồng tiền mà Delila đã phản bội Samson, vì đồng tiền mà Anania và Sapphira dối Đức Thánh Linh, vì đồng tiền mà Juda bán Đức Chúa Giêsu, cũng vì đồng tiền. Quý vị nhìn kỹ xem trong Kinh Thánh, những người đi theo đồng tiền là một nhóm người không được đề cao lắm.
Cho nên dầu rằng đồng tiền không có tội, dầu rằng chúng ta cần tiền, không có tiền thì làm sao mà trả bill, không có tiền làm sao mà sống. Nhưng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, bởi vì thật sự đồng tiền có làm cho người ta mờ lý trí. Đồng tiền có thật sự làm cho người ta đổi lòng trung thành với Đức Chúa Trời của mình để đi theo ma môn. Đây không phải tôi nói mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Điều thứ ba mà đồng tiền nguy hiểm, cầu Chúa ban ơn. Mở với tôi ông bạn chị em ở trong sách Timôthê, 1 Timôthê đoạn 6. Câu số 6 trở đi. Vả sự tinh kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta sanh ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự ham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Tôi xin khẳng định một lần nữa, Kinh Thánh không nói tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Kinh Thánh nói rằng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Một con cá không ham cắn mồi sẽ không bao giờ dính câu. Và đừng trách con cá là tại sao nó ham mồi, bởi vì nó đói. Cho nên tôi muốn chỉ ra một điểm khác với chúng ta suy nghĩ và khác với chính tôi suy nghĩ. Xưa đến giờ tôi đọc câu Kinh Thánh này tôi nghĩ là chỉ nói tới người giàu thôi. Nhưng tôi muốn chỉ ra với cương vị của một người không giàu có để nói với quý ông bạn cho em. Cả người giàu và người trung bình đều đối diện với hai nguy cơ ở trong câu Kinh Thánh này. Còn nguy cơ thứ nhất đó là không biết thỏa lòng. Người giàu, tiến sĩ John Rockefeller, ông đã viết khi người ta, ông là philanthropist, một nhà gây quỹ, industrialist, một người công nghiệp, một nền công nghiệp lớn. Người ta hỏi ông khi nào tiền có đủ. Ông dùng câu trả lời như thế này, ông nói rằng khi nào người ta đủ tiền, khi họ có thêm chút xíu nữa, just a little bit more. Như vậy thì một người có 100 tỷ cũng cần thêm chút xíu nữa. Mà một người có 50 ngàn cũng cần thêm chút xíu nữa. Và cả hai nhóm người này đều đối diện với một nguy cơ quên đi rằng phải biết thỏa lòng về những gì Chúa cho. Bởi vì Phao-lô nói rằng chúng ta sanh ra đời không hề đem gì theo, mà chúng ta qua đời cũng không hề đem gì được. Cho nên hễ Chúa cho có đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Và cái nguy cơ thứ hai mà giàu với nghèo, giàu với trung bình đều đối diện đó là gì? Còn như kẻ muốn nên giàu có. Đừng nghĩ một cách tiêu cực. Có phải chúng ta cũng mong ước rằng con mình đủ tiền đóng tiền học, mình có tiền để có mua một căn nhà, để khỏi phải đi đầu này đầu kia, phải có tiền để đổ xăng? Thì khi chúng ta muốn nhiều lên và để giải đáp được cái điều mình muốn là chúng ta đang muốn giàu lên rồi. Có thể tôi không muốn giàu bằng cái người đi hưởng thụ khắp thế giới, nhưng mà tôi muốn được thoát khỏi hoàn cảnh của tôi. Thì như vậy người trung bình hay người giàu đều đối diện là người muốn nên giàu có, muốn có thêm. Tại sao người ta muốn giàu có? Có hai điều người ta phải cần khi người ta muốn giàu có. Người giàu thiệt giàu muốn giàu nữa là để hưởng thụ thêm. Tôi xem những video của con nhà giàu, hội con nhà giàu Việt Nam. Một cái giỏ 18.000 đô mà nó có nguyên một nhà, chưa bao giờ thấy đủ. Cái đó là cái dạng tôi không dám nói tới. Nhưng mà cũng có những người giống như tôi không dám nói bạn chị em, tôi nói giống như tôi. Họ chỉ muốn tiếng Anh gọi là make ends meet, có nghĩa là giải đáp được những nhu cầu thích đáng trong đời sống của họ. Thì muốn giải đáp được những nhu cầu thích đáng thì họ cũng phải tăng trưởng sự tài sản của họ và thu nhập của họ. Đó cũng là muốn nên giàu có. Thì cả hai người này đều đối diện với sự khó thỏa lòng, bởi vì lúc nào cũng nghĩ tới và không biết bây giờ đang có cái gì trong tay mình. Và thứ hai là đó là gì? Đó là rơi vào cám dỗ. Theo như Kinh Thánh nói, muốn nên giàu có, xa vào cám dỗ. Wow.
Mở với tôi trong Châm Ngôn đoạn 30. Châm Ngôn đoạn 30. Châm Ngôn đoạn 30 câu số 7, câu số 9. Tôi có xin Chúa hai điều. Xin chớ từ chối trước khi tôi chết. Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và sự dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ tôi từ chối Chúa, mà rằng Đức Giê-hô-va là ai? Quý vị nghe kịp không? Khi tôi no đủ tôi từ chối Chúa, tôi hỏi Đức Giê-hô-va là ai? Lại kẻo tôi bị nghèo khổ, ăn trộm, ăn cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời tôi. Cả hai nhóm người giàu và người nghèo đều đối diện với cám dỗ. Một bên là cám dỗ của sự hưởng thụ đến nỗi mời Chúa ra ngoài, và một bên là cám dỗ đến sự lao đầu để vượt hoàn cảnh cũng mời Chúa ra ngoài như thường. Hoặc là sẽ rơi vào cám dỗ để làm một điều gì mà Chúa không muốn để được có thể thoát hoàn cảnh. Cả hai người đều phải đối diện. Trong thư gửi bạn của Tiền Hạt Thang, ông viết như thế này: ở đời có hai cái đắng. Hoàng liên là thuốc bắc đắng, nhưng mà nghèo khiết khốn cùng nó còn đắng hơn hoàng liên nữa. Cho nên nhiều người, có 80% những cặp ly dị trước tuổi 30 ly dị vì lý do gì không? Vì cãi nhau về tài chánh. Bởi vì trước đó họ chỉ là thanh niên thiếu nữ yêu thương nhau. Họ bước vào độ tuổi 25 cho đến 30 là độ tuổi họ sẽ quyết định xem con mình sẽ đi về đâu, cha mẹ anh, cha mẹ em sẽ như thế nào. Căng thẳng. Và người ta phải tìm mọi cách ở trong cái lứa tuổi tranh đấu cho một xã hội khó khăn. Và càng lúc nó càng căng thẳng. Thưa quý bạn chị em, cho nên tôi không phải rủa xả đồng tiền. Tôi không chê những người tìm cách để thoát khỏi cái hoàn cảnh, bởi vì tôi cũng giống như quý bạn chị em. Nhưng chúng ta phải thấy lời Chúa có cảnh báo chúng ta. Chúng ta cũng giống như những người ham hưởng thụ trên cao mà muốn trên cao nữa. Đó là chúng ta vẫn không thể học cách để thỏa lòng với những gì Chúa đang cho mình, để rằng tin rằng Chúa sẽ tiếp tục cho mình. Và chúng ta sẽ lao như tên lửa, và chúng ta sẽ cẩn thận. Và điều thứ hai là chúng ta cũng đối diện cám dỗ giống như họ. Tiền bạc không phải là xấu, nhưng mà cái cám dỗ để kiếm tiền, cái lòng yêu mến tiền, cái nhu cầu khẩn thiết đẩy chúng ta tới một cái tốc độ không kiểm soát để kiếm tiền sẽ khiến cho chúng ta mất Chúa. Cho nên tôi dặn bản thân tôi và con cái của Chúa khắp nơi, chúng ta có Chúa trước cái đã. Thưa ông bà anh chị em, tiền bạc cũng khiến cho người ta quên linh hồn của mình. Ở trong Luca đoạn 12, Luca đoạn 12, Luca đoạn 12 viết như thế nào? Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người tự nghĩ rằng ta phải làm như thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói này, việc ta sẽ làm là ta phá kho tàng và cất lại một cái lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Người giàu không biết mình giàu. Người không thể nào suy nghĩ để dừng lại con đường đi, để lớn hơn, cái gì cũng muốn lớn hơn. Rồi người mới nói với linh hồn rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Và tôi muốn chỉ cho bạn chị em thấy, cái chữ thôi này xuất hiện càng trễ bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Và Chúa phán với người đó: hỡi kẻ dại, nếu chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại thì những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Cho nên sự giàu có của chúng ta cũng có thể theo như Chúa dạy sẽ khiến cho chúng ta không biết nói chữ thôi quan trọng đó. Khi nào sẽ là chữ thôi? Chỉ có Chúa biết và chúng ta biết. Châm Ngôn đoạn 23 câu 4 số 5 khuyên chúng ta như thế này nè, thưa bạn chị em: con chớ chịu vật vã để làm giàu. Tôi nói lại, con chớ chịu vật vã để làm giàu. Khá thôi nhờ cậy sự khôn ngoan riêng của con. Con mắt con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó chẳng còn ở đó nữa. Con vừa mới liếc thấy nó là nó không còn ở đó nữa, vì nó có cánh và bay lên trời giống như chim ưng vậy. Chúa đang dạy cái gì đây không bạn chứ? Chúa không nói rằng con không siêng năng làm việc, Chúa không nói con phải sáng tạo kiếm tiền, nhưng Chúa đang nói rằng con hãy cẩn thận, bởi vì con có thể kiếm được tiền
Nhưng mà con không có tôn trọng đức tin của con. Và tiền không thể mua cho con cái đức tin đó được. Có những điều con có thể dùng tiền để mua một căn nhà, nhưng con không thể mua một gia đình. Con dùng tiền để có thể đi khám bác sĩ, nhưng tiền không thể mua cho con cái sức khỏe mà con có thể có khi chăm sóc, khi con bán bản thân của mình để kiếm nó. Chớ vật vã làm tiền. Con đừng nghĩ rằng khi con giàu là mọi chuyện trên đời con sẽ có thể giải quyết được. Chuyện rắc rối dòng họ ba đời con giải quyết được hết. Tiền không mạnh đến mức độ như vậy đâu. Nó giống như một con chim ưng có cánh. Con vừa thấy nó bay mất tiêu. Quý vị hỏi những người tôi có cơ hội hầu việc Chúa, cho nên tôi gặp nhiều người giàu lắm bạn chứ. Quý vị hỏi họ xem, có phải nó có cánh không? Thương bạn chứ. Và đừng hiểu lầm tôi một lần nữa, tôi không phê phán sự giàu có, tôi không phê phán người nghèo, không phê phán người giàu. Tôi chỉ nói rằng nó thật sự khiến cho chúng ta bỏ quên linh hồn của mình. Chẳng những linh hồn của mình đâu. Luca đoạn 16, lật qua một hai trang nữa. Luca đoạn 16, Luca đoạn 16. Có một người giàu mặc áo tía bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ trên bàn của người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ của người. Vả khi người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết và người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang đau đớn ngước mắt lên thấy Abraham và Lazaro trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ phụ tôi, xin thương xót tôi, xin sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc con còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazaro chẳng những phải những sự dữ, nhưng bây giờ nó ở được nơi yên ủi, còn con ở nơi khổ hình. Vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta, đến nỗi không ai muốn đi đây qua đó được. Tóm lại, Chúa muốn nói về hai hình ảnh. Một người giàu xấu nết, giàu không bịt mắt mình lại, không nghĩ tới một người nào khác, chẳng nhớ đến Đức Chúa Trời. Và một người nghèo. Sự giàu có làm cho chúng ta quên linh hồn mình, mà nó còn làm cho chúng ta quên luôn những người chung quanh cuộc đời chúng ta nữa. Thưa ông bà anh chị em, 1 Timôthê đoạn 6, 17 đến câu 19: Hãy răn bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo, đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, ban phát phân chia những gì mình có. Vậy, nghe kỹ không bạn chị em, vậy thì họ sẽ dồn chứa về sau một cái nền tốt và bền vững cho mình được cầm lấy sự sống thật. Giàu có đâu có tội đâu. Chúa kêu là người giàu rộng rãi, mà nếu mà không giàu là cái gì, làm lấy cái gì rộng rãi. Cho nên không phải là giàu có là tội lỗi, kiếm tiền là tội lỗi, nhưng mà kiếm tiền đến nỗi quên linh hồn mình, quên những người khác, quên Đức Chúa Trời, phạm vào sự cám dỗ là mối nguy hiểm. Cho nên Chúa nói rằng hãy tiếp tục, đừng trông cậy nơi tiền bạc là điều không chắc chắn, nhưng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Một vài câu kinh thánh nhắc nhở, sau đó chúng ta kết thúc. Hebrew đoạn 13 câu số 5: Vậy thì chúng ta biết những nguy cơ của tiền bạc, bây giờ chúng ta phải làm gì? Hebrew đoạn 13 câu số 5: Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán: Ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Một viên thuốc giải cho nan đề của sự ham mê đời này, hay là vì có nhu cầu quá lớn mà bị thúc đẩy, một thuốc giải chung cho cả hai nhóm người, đó là Đức Chúa Trời hứa: Ta chẳng lìa ngươi đâu, ta không bỏ ngươi đâu. Ôi Đức Chúa Trời đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, không để ngươi chết đói trong sa mạc. Nếu Đức Chúa Trời đã cứu ngươi, Đức Chúa Trời không để ngươi chết trong con đường đi đến đất hứa đâu. Luca đoạn 22 câu số 35. Luca 22 câu số 35. Ngài phán rằng: Khi ta sai các ngươi đi, không đem theo túi, đem bao, đem giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Các môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết.
Một trong những điều mà những người tôi tới Chúa mà quá tự lập tài chánh, họ sẽ không thấy được, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để chu cấp khi mình không có khả năng. Đó là một những lợi thế mà người nghèo hơn người giàu, mà có thể dễ nhìn thấy Chúa hơn, là bởi vì họ cần Chúa quá mà. Chúa dạy môn đồ là đi ra không cầm cái gì theo hết, ta sẽ cho ngươi trên đường đi sẽ có người chu cấp. Những hội thánh muốn làm một cái điều gì đó cho công việc Chúa mà tiền thì nhiều, nhưng mà không đặt sứ mạng trước, làm sao thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng một hội thánh đặt sứ mạng của công việc Chúa trước thì cứ thấy quyền năng của Chúa đi vào mới thấy được. Một cuộc đời cũng như vậy, nói rằng tự giải quyết bằng thần ma môn thì làm sao thấy quyền năng của Đức Chúa Trời, lời hứa của Chúa. Matthew đoạn 6 câu 33: trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các ngươi thêm mọi điều ấy nữa. Đó là lời hứa của Chúa ông bạn chứ. Điều tiếp theo, giữ lời của Phao-lô khuyên chúng ta, sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Vì sao vậy? Vì sao khi sự tin kính đi chung với sự thỏa lòng thì nó mới là một lợi lớn? Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì được. Người giàu với người nghèo về chung một chỗ. Quý vị thấy người giàu gửi khách sạn chết, người ta đem ra ngoài giùm với người nghèo nằm đó chết, người ta quăng ra ngoài dục dùng chết vẫn là chết. Chúng ta không đem gì theo được. Cho nên chúng ta đừng tìm cái điều mà ham mê, mà ngược lại tìm cái điều có cần của mình trình lên cho Chúa. Chúa sẽ ban cho. Thưa chị em, điều cuối cùng tôi muốn nhắc nhở để chúng ta uống thuốc giải cho một cái bệnh mà tôi và ông bà chị em đều có nguy cơ để gặp đó, đó là gì? Hãy nhớ rằng, nhớ rằng mình là một quản gia. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có thứ gì trên đời này thuộc về mình hết. Chúa cho tôi mượn cuộc đời, như tôi vào tay trắng, tôi rời trắng tay. Trong cuộc đời này tất cả mọi thứ đều thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về tôi. Quý vị, những người có đức tin thì hiểu tôi nói gì. A-gê đoạn 2 câu 8: vàng là của ta, bạc là của ta. Thi Thiên đoạn 50. Thi Thiên đoạn 50 câu 10 đến câu số 15: hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy súc vật trên đại ngàn cũng vậy. Ta biết hết thảy những loài chim của núi, mọi vật hay động đậy trong đồng ruộng đều thuộc về ta. Nếu ta đói, ta chẳng nói cho các ngươi hay, vì thế gian và muôn vật ở trong đó đều thuộc về ta. Quý vị nghe kịp tôi nói gì không? Vì thế gian và muôn vật ở trong đó, Chúa nói, đều thuộc về Chúa. Hãy dâng sự cảm tạ và làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Hãy trả sự hứa nguyện ngươi đã hứa với Đấng Chí Cao. Rồi trong ngày giáng truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Đức Chúa Trời hứa với chúng ta, ta không thiếu gì hết. Ta nói cho các ngươi biết, ta rất giàu có, ta có mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Cho nên quý vị, ở trong vườn Eden, sau khi Chúa tạo Adam và Eva, Chúa có nói rằng ta cho các con không? Chúa nói rằng ta giao cho các con để quản trị. Một người quản gia có phải là chủ của cái gia tài không? Một người quản gia chỉ là người quản lý cái gia tài mà thôi. Và nếu chúng ta nhớ rằng mình là người quản gia, tại sao chúng ta có thể giải thoát được gánh nặng của tiền bạc? Tại như thế này nè, chúng ta sẽ không quên Chúa. Mình luôn một người quản gia trung tín, biết rằng cái này không phải của mình mà của chủ, thì cái gì thuộc về chủ giao cho chủ, thì cái người đó sẽ không mất mối quan hệ với chủ của mình. Một người quản gia trung tín, mở với tôi ở trong sách Luca đoạn 12. Luca đoạn 12 câu 14, câu 42 xin lỗi bạn chị em. Chúa đáp rằng: ai là người quản gia ngay thẳng thật thà khôn ngoan, chủ đặt coi cả nhà mình, để đến dịp tiện thì phát lương cho người khác. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà trở về thì thấy mình đang làm như vậy. Một người quản gia trung tín sẽ không mất mối thông công với chủ mình. Một người quản gia trung tín sẽ không quên những người chung quanh mình.
phải làm những điều đó. Ở trong sách 1 Côrintô đoạn 4 câu số 2. 1 Côrintô đoạn 4 câu số 2. Vả lại, cái điều mà người ta trông mong nơi người quản trị hay là quản gia đó là phải trung thành. Và lời hứa của Chúa là như thế này ông bà chị em. Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của một người quản gia, tôn trọng Chúa, tôn trọng những người xung quanh, không phải mình nghĩ rằng cái tất cả đều thuộc về mình, chúng ta sẽ không bị tiền bạc làm cho mù mắt, làm cho rối trí, đến nỗi chúng ta quên Đức Chúa Trời của chúng ta. Và lời hứa của Chúa là người nào trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao thêm những ta lân. Chúa sẽ bù lại cho những người trung tín khi Chúa nhìn thấy trong tâm hồn của họ rằng tiền bạc sẽ không giết chết họ, mà tiền bạc sẽ cất cánh cho họ bay cao như thành một đầy tớ giỏi của Chúa. Họ sẽ không trở nên quên Chúa, mà họ sẽ trở thành một trong những công cụ vĩ đại nhất của Chúa. Quý vị nghĩ Đức Chúa Trời có giao cho họ không? Một Phi-e-rơ đoạn 4 câu số 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được nhận mà giúp đỡ lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín các thứ ân của Đức Chúa Trời. Một người quản lý trung tín đó không phải dành tất cả cho mình và nghĩ rằng mình sẽ giải quyết vấn đề, chỉ có trung tín và làm theo những sự dạy dỗ của chủ mình. Tôi muốn kết thúc bằng câu Kinh Thánh ở trong sách Châm Ngôn đoạn 30. Nhưng mà tôi muốn cho bạn xem biết cái ý nghĩa thật sự của câu Kinh Thánh này. Đây là lời châm ngôn và lời cầu nguyện của Agurơ. Agurơ là ai? Agurơ là một người sống vào giai đoạn, là một tôi tớ sống vào giai đoạn mà vua Salomon đang đến đỉnh điểm của thịnh vượng. Vua Salomon có 1.000 người vừa là vợ vừa là cung phi. Và quý vị nói rằng trong sách Truyền Đạo, vua Salomon nói rằng thà là lên nóc nhà để ở hơn là sống chung nhà với một người đàn bà hay gây gỗ. Một người đã muốn lên nóc nhà rồi mà còn có 1.000 người làm sao mà sống? Thì người ta thường nghĩ rằng ông sao mà ham hố gì, ham hố dữ vậy. Không phải đâu thưa bạn chị em. Cái lý do mà vua Salomon phải tiếp tục tiếp nhận vợ là có nhiều lý do. Một là đời trước để lại là một mớ rồi. Hai, thời đó trong những mối giao dịch với những cái quốc gia khác, khi chúng ta lấy vợ của một quốc gia khác, người ta xin được gả con gái cho chúng ta. Xin lỗi bạn, cho chúng ta, người ta xin được gả con gái cho vua Salomon và người ta đưa cống hiến. Vừa muốn gả con gái cho Salomon là phải đưa cống hiến. Tại vì sao? Tại vì quốc gia của Salomon mạnh, cho nên họ sẽ được ở dưới bóng cánh che chở của quốc gia đó. Cho nên cứ ông cũng muốn dừng lại lắm chứ, muốn xỉu, muốn chết rồi, muốn khốn khổ lắm rồi. Nhưng mà mỗi lần tới thấy vàng lóe lóe trước mắt làm sao mà bỏ ra. Đó là cái bệnh của loài người, không bao giờ biết đủ, không bao giờ. Và Agurơ nhìn thấy được điều đó. Agurơ đã sợ rồi và Agurơ không muốn đi theo con đường đó. Cho nên Agurơ cầu nguyện như thế này, và đó là lời cầu nguyện của quý vị và tôi trước tiền bạc. Tôi có cầu xin Chúa hai điều. Xin Chúa đừng từ chối trước khi tôi chết. Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Đừng cho tôi nghèo khổ hay giàu sang. Hãy cho tôi đủ những vật thực cần dùng. E rằng khi tôi no đủ, tôi từ chối Chúa mà hỏi rằng Đức Giê-hô-va là ai. Lại e khi tôi nghèo khổ, đi ăn trộm ăn cắp mà làm ô danh Đức Chúa Trời của tôi. Thưa ông bạn chị em yêu dấu, tiền bạc không có tội đâu. Nó chỉ bày tỏ, nó chỉ làm rõ ra những gì có trong lòng của chúng ta. Nhưng nó có một khuynh hướng khiến cho lòng của chúng ta đi xa Chúa. Và nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta. Cầu nguyện giống như Agurơ, Chúa ơi, cho con giải quyết được hết những nan đề trong đời sống. Nhưng đừng để con tham lam, đừng để con dối gạt, mà con mất Chúa hay làm ô danh Chúa.